Lũ trên sông Ba đang lên nhanh. Đến 15 giờ chiều 30 tháng 11 năm 2021, mực nước tại trạm Củng Sơn ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trên báo động cấp 3 là 3,95m. Còn mực nước sông Ba tại trạm Thủy Văn Phú Lâm ở thành phố Tuy Hòa trên báo động cấp 3 là 0,37m. Nguyên nhân nước sông Ba lên nhanh là do hai hồ chứa nước của hai nhà máy thủy điện sông Ba Hạ và thủy điện sông Hình xả lũ. Hiện nay trên lưu vực sông Ba thì mưa rất là lớn, trên 300mm. Một số hồ thủy điện từ Đông Năng, hồ Cung Tu Sa, hồ một số hồ xả lưu lượng là điều này, các hồ xả là cũng trên 7.000. do nước vừa hồi sông Ba Hạ rất lớn. Hiện nay thì thực hiện cái quy trình hồ trước của nước chính phủ thì thực hiện của trưởng ban chỉ huy phòng chống bão của tỉnh, thì hiện nay thì hồ sông Ba Hạ bắt đầu từ 15 giờ là cho tiếp xả 9.000 và chỉ mấy 494, thì sau đó thì bắt đầu 15 giờ giảm đi mỗi 30 phút là 1.000, thì cho đến 18 giờ là tính cái chiều cường, và chiều cường là 19 giờ. Thì sau đó thì sẽ xả tăng dần lưu lượng nước về. Cả hai nhà máy thủy điện ở Phú Yên xả lũ về sông Ba đã gây ngập lụt một số xã, thị trấn của huyện Sơn Hòa, huyện Tây Hòa và huyện Phú Hòa. Một số xã ven sông của huyện Sông Hinh và nhiều tuyến đường nội thị thành phố Tuy Hòa. Chính quyền địa phương các huyện ven sông Ba và thành phố Tuy Hòa đã chủ động di dời tài sản và người của những hộ dân sống ven sông, vùng ngập, trũng đến nơi an toàn. Từ ngày hôm qua tới nay, lưu lượng mưa ở các tỉnh Tây Nguyên quá lớn và các hồ thủy điện ở sông phía của các tỉnh Tây Nguyên trên lưu vực sông Ba đã xả lũ hàng loạt, nhiều hồ xả từ 3.000 đến 4.000 mét khối trên dây và làm cho hồ thủy điện sông Ba Hạ trên lưu vực thì là không, là một hồ vốn không có bụng chứa, không có sức chứa, cho nên vì vậy là gần như là nhận được bao nhiêu phải xả hết bao nhiêu. Điều này là gây bất ngờ cho chúng tôi trên công việc này, và chúng tôi cũng cố gắng điều hành linh hoạt và bảo đảm cố gắng tối đa nhất việc an toàn cho người dân. Mưa lớn xả lũ đã khiến giao thông nhiều nơi ở tỉnh Phú Yên bị ách tắc do ngập. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại.